Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi số 1 trang 66 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào? Như vậy, để trả lời chính xác được câu hỏi này, các em cần phải nghiên cứu kỹ nội dung phần 1 la mã khái niệm hô hấp tế bào trang 63 sách giáo khoa sinh học 10. Trên màn hình của cô đang là hình ảnh miêu tả các giai đoạn trong quá trình hô hấp tế bào. Như chúng ta đã được học, hô hấp tế bào chính là quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành nước và carbonic, đồng thời chuyển đổi năng lượng trong các phân tử chất hữu cơ thành năng lượng chứa trong phân tử ATP. Như vậy, chúng ta có thể thấy quá trình hít thở bình thường của con người chúng ta đó chính là quá trình hô hấp ngoài chứ không phải quá trình hô hấp tế bào nhá. Tuy nhiên, nó vẫn có sự liên quan mật thiết đối với hô hấp tế bào. Vì sao? Bởi vì quá trình hô hấp ngoài này của con người sẽ giúp trao đổi oxy và CO2 cho quá trình hô hấp tế bào. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi số 1 trang 66 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo. Cô chào các em.